Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến nha, lại là Hùng đây. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng lại chia sẻ một cái câu hỏi rất là thú vị. Rằng là anh ơi, làm sao để nhân giống ra những cái đàn chó Phú Quốc đẹp? Vì em thấy các cái đàn chó con như anh thì đàn nào cũng đẹp như đàn nào. Thì hôm nay Hùng chia sẻ các bạn để mà sản sinh ra những đàn chó Phú Quốc con đẹp thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố các bạn nhé. Đàn chó muốn có đẹp hay không thì phải phụ thuộc vào dòng, vào phả. Hùng đã chắt lọc những cái thế hệ cụ kỵ hai bên nội ngoại, ông bà hai bên nội ngoại và chắt lọc ra thế hệ bố mẹ. Các bạn mà có đang theo dõi cái kênh YouTube của Hùng ấy cũng biết đấy, thì Hùng hiện đang sở hữu một dàn chó ông bà và bố mẹ là những cái con chó được sinh ra bởi con chó bố đại vô địch Việt Nam và con chó mẹ cũng đại vô địch Việt Nam. Và Hùng tiếp tục chắt lọc ra những cái thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như là trong một cái đàn cún con này được sinh ra thì Hùng cảm thấy con nào mà hoàn thiện nhất, ưng ý nhất, và Hùng cảm thấy là để sau này để làm con chó cái sinh sản hoặc là để làm những con được giống, được lọc thì Hùng lại tiếp tục chắt lọc ra những thế hệ đó. Khi mà chúng ta cứ chắt lọc nhiều đời như vậy thì sẽ sản sinh ra những cái đàn cún nó đẹp và nó ổn định. Đẹp là đẹp thế nào? Ngoài cái da phả ông bà bố mẹ ra, chẳng hạn như là màu vàng, thì Hùng sẽ chắt lọc ra những con vàng đẹp chuẩn từ cái màu, từ cái chất lông, khung xương, cái hình thức là tất nhiên là phải ok rồi, và tiếp tục là chọn đến cái màu lông. Đấy, màu vàng là phải màu vàng đẹp nhé. Và cái chất lông phải là chất lông chuẩn, kể cả màu vện cũng vậy. Đối với màu vện thì Hùng chọn kỹ hơn. Đấy, vì cái màu vện này nó rất là rõ. Nếu mà con chó màu vện mà nó vện lam nham, lơm nhơm thì nhìn con chó nó không được vào mắt. Còn những cái con chó mà đây, các bạn xem trước màn hình đây, những con chó vện kẻ vẽ rất là đẹp, vện xương cá đều, đấy, trải đều sang hai bên, từ con vện nửa, từ con vện là vàng cam, vàng sáng đây, đấy, từ những con vện màu đen kia, đấy, các bạn xem nhé, con vện màu đen này trông vậy thôi nhưng mà lớn lên là màu sáng màu và vện rất là đẹp. Thì để mà ra được những cái đàn chó con từ màu vàng đẹp này, rồi những cái đàn chó vện mà đẹp này, thì Hùng chọn lựa rất là kỹ, chắt lọc sang đến đời ông bà, sang đến đời bố mẹ. Thì qua những cái đời đó Hùng sàng lọc ra để chọn ra những cái con giống xuất sắc nhất của từng thế hệ một để tiếp tục duy trì những thế hệ tiếp theo. Thì sau đó nó mới ra được những cái đàn hậu duệ nó ổn định và nó đồng đều và nó đẹp mắt. Chẳng hạn như vện thì Hùng chọn những con vện mà xoáy kiếm. Con chó vện xoáy kiếm thì đồng nghĩa việc là con vện nó sẽ là kẻ vẽ xương cá các bạn nhé. Nếu mà không là xoáy kiếm mà là một cái dạng xoáy bố binh hoặc một cái xoáy dạng xoáy gì đó thì là vện nhem. Đấy, trên lưng nó lam nham, nó không theo đường lối, nó không theo thứ tự thì nhìn nó không được mắt. Hùng không nói là những cái màu sắc là quyết định những con chó, nhưng khi đã chắt lọc ra được những cái tiêu chuẩn của con chó rồi, khung xương, đầu mặt, tổng thể con chó rồi, thì chúng ta phải xét đến cái màu, cái xoáy. Chắt lọc dần dần sẽ có những cái đàn chó ưng ý. Và mình là một cái người nhân giống, khi mà nhân giống ra những cái đàn mà mình cảm thấy là mình chưa hài lòng thì tiếp tục là vẫn cứ phải chọn lựa ra và thử nghiệm và tiếp tục chắt lọc ra những cái thế hệ để làm sao cho nó càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng ngày càng ưng ý hơn. Đấy, vì sao các bạn cũng rất là hay hỏi Hùng và cũng liên lạc với Hùng để đón những con cún con này, thì cũng động viên Hùng là em cũng xem rất là nhiều nơi rồi và em thấy mỗi những cái đàn cún con nhà anh là nó đều và nó đẹp nhất. Em quyết định em quay lại để em bắt cún con nhà anh. Đấy, thì Hùng cũng chia sẻ như vậy. Thì trên các cái hội chó Phú Quốc này trên toàn quốc thì cũng có rất nhiều anh em nuôi, mỗi người thiên về một cái sở thích riêng. Người thì thích là chỉ cần cái đầu thủ thôi, cái xoáy không quan trọng, tất nhiên phải có xoáy nhưng mà cái hình dạng xoáy không quan trọng.
Có những người thì lại chỉ thích về cái tông màu thôi, chẳng hạn như chỉ là màu bạch hổ thôi, nhưng mà không quan trọng cái chất lông, không quan trọng cái hình thể, không quan trọng cái đầu mặt, không quan trọng cái hắc tố con chó. Đấy, mỗi người chơi lại có một cái sở thích riêng. Đấy, nhưng mà đối với Hùng thì Hùng chắt lọc ngoài cái tiêu chuẩn giống chó Phú Quốc do Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam người ta đưa ra, và Hùng tiếp tục chắt lọc chọn lựa ra những cái chi tiết, chẳng hạn như là cái xoáy. Đấy, xoáy là phải xoáy kiếm. Đấy, vặn là phải vặn xương cá đều, và cái chất lông là phải là chất lông đúng theo bản tiêu chuẩn. Đấy, nhiều bạn thì cũng sở thích là nuôi những cái dòng chó mà cái lông nó dài hơn bình thường một chút. Đấy là cái sở thích các bạn nhé. Tôi không nói đây là lỗi hay là không lỗi, đây là cái sở thích. Còn nhiều bạn thì lại thích chơi cái dòng chó mà đuôi nó nhỏ, nó vót, nó như đuôi chuột đó. Đấy, thì lại các bạn ấy lại cảm thấy là rất là hài lòng. Đấy, như Hùng thì tất cả mọi thứ đều phải vừa vặn. Đấy, vừa vặn là như thế nào? Vừa vặn là đối với những cái quy định giống và cho Phú Quốc này của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam đã đưa ra, thì Hùng cố gắng làm sao là đưa cái con chó Phú Quốc này là nó sát với cái bản tiêu chuẩn nhất. Đấy, thì Hùng cứ kế tiếp nhau, Hùng chắt lọc ra những cái thế hệ có những cái con giống nào mà ưng ý thì Hùng để lại cho sinh sản thử nghiệm. Đấy, nếu mà ok thì Hùng tiếp tục cho nhân giống, và những cái thế hệ sau cũng vẫn tiếp tục phải chắt lọc ra để làm sao mà ra được những cái đàn chó mà nó ổn định, mà mình cảm thấy là ưng ý. Cho nên mình vẫn cứ phải tiếp tục chắt lọc ra những con chó giống đúng với cái tiêu chuẩn giống và cũng đúng như cái sở thích của mình. Trong video này thì Hùng cũng chia sẻ cùng các bạn, và cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là khen tặng cho Hùng những cái lời rất là chân tình. Và bạn nào mà lần đầu tiên đang xem cái video của Hùng này thì có một cái nhận xét gì, có cái câu hỏi gì thì cứ đặt ngay ở dưới cái phần bình luận của video đó nhé. Hùng sẽ tương tác với các bạn, Hùng sẽ trả lời các bạn và giao lưu với các bạn. Bạn nào xem video mà thấy hay, mà thấy hữu ích thì các bạn ủng hộ Hùng bằng cách là ấn đăng ký kênh, nhớ là ấn vào cái nút hình quả chuông đấy, để khi Hùng ra video clip mới thì các bạn có thể nhận được ngay. Nhưng vào video thì Hùng xin kết thúc ở đây, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.